Chào các em, hôm nay anh sẽ hướng dẫn cho các em các bước đọc định tâm đồ. Thì mục tiêu của cái bài nói này đó là nói về các cái bước đọc định tâm đồ. Thì ở trên thực tế là mình sẽ có rất là nhiều các cái bước đọc định tâm đồ. Thì mục tiêu chung của những cái phương pháp này là đều để phát hiện và tránh bỏ sót các cái tổn thương. Do đó hôm nay anh sẽ hướng dẫn cái cách đọc mà anh hay sử dụng để mà đọc định tâm đồ. Cái thứ hai là qua các cái bước đọc định tâm đồ đó, mình có thể phát hiện được các cái bất thường thường gặp. Thì các bước đọc định tâm đồ thì đầu tiên là mình sẽ chú ý xem coi là về biên độ và vận tốc đo có gì bất thường hay không. Nếu như biên độ nó quá thấp hoặc là quá cao thì khi mà mình tính toán thì mình phải nhân hoặc là chia bớt đi. Cái thứ hai là bệnh nhân này có cái nhịp tim là nhịp gì. Thứ ba là nhịp này đều hay là không đều, và khi mà đã xác định đều hay không đều rồi, mình sẽ tính xem là tần số tim này là bao nhiêu. Thứ tư, trục định tim là trục gì. Thứ năm là mình sẽ xem các cái khoảng là BR, cái khoảng QRS và cái khoảng QT. Những cái khoảng này nó có gì bất thường hay không, nó có dài hay là nó bị hẹp hay không. Cái đến đó là mình sẽ khảo sát sinh sống B. Cái sống B này đó chính là cái sống khử cực của nhĩ. Như vậy, mình khảo sát sóng B này để mình xem coi là nhĩ nó có bị lớn hay không. Cái đến nữa là phúc bộ QRS. Thì ở phúc bộ ở chỗ này nó khác với lại các khoảng này. Khoảng QRS ở đây chính là khảo sát về thời gian. Còn phúc bộ QRS ở đây đó là mình khảo sát về biên độ. Mà phúc bộ QRS này nó liên quan đến cái hoạt động là khử cực của thất. Như vậy, cái chiều cao của cái biên độ của cái phúc bộ QRS này nó phản ánh cái hoạt động điện của thất. Như vậy, qua cái phúc bộ này mình có thể xem coi là thất nó có gì bất thường hay không, ví dụ nó có dày thất hay không, vân vân. Cái đến nữa là mình sẽ đọc về các cái vùng tổn thương chân tim. Thì để mà tránh cái bỏ sót đó, mình sẽ đọc theo vùng. Thì gồm có là D1 AVL, D2 D3 AVF và V1 cho đến V6. Và trong mỗi cái vùng này mình sẽ tìm coi có sống quy hoại tử hay không, có STTT bất thường hay không. Và cuối cùng là mình sẽ tìm xem là ngoài những cái bất thường ở trên thì có gì bất thường khác nữa hay không. Thì đầu tiên là về vận tốc và biên độ. Thì đối với lại vận tốc thì đây là một cái quy ước chẩn là người ta thường sẽ đo là 25 mm trên giây. Và chính vì đo là khoảng là 25 mm trên giây cho nên một cái ô lớn ở đây nó sẽ là 0,2 giây và một cái ô nhỏ nó sẽ là 0,04 giây. Rồi, và cái vận tốc 25 mm trên giây đây chính là cái vận tốc chuẩn luôn. Cái thứ hai là về biên độ. Về biên độ thì người ta quy ước là khoảng là 10 mm sẽ tương ứng là 1 mV. 10 mm ở đây nó chính là cái số cái cột này. Cái cột này mấy bạn đếm nó sẽ là khoảng là 10 ô và một ô nhỏ là 1 mm. Như vậy 10 mm tương ứng lại là 1 mV. Như vậy một ô nhỏ đây nó sẽ tương ứng với lại là 0,5. À quên, xin lỗi, 0,1 mV. Thì khi một số trường hợp nếu như mà cái điện thế nó quá thấp mà mình rất là khó khảo sát thì trong trường hợp này nó sẽ tự động nhân đôi lên. Đó, thì lúc này nó sẽ tương ứng là 2N, có nghĩa là nó sẽ khoảng là 20 ha, thì tương ứng bây giờ đồng điện 1 mV. Đó, thì lúc đó khi mà mấy bạn cộng vô xong thì mấy bạn phải chia lại. Còn trong trường hợp mà nó điện thế nó quá cao, nó vượt qua cái khổ giấy luôn thì cái máy nó tự động nó sẽ giảm nửa cái biên độ đi. Thì lúc đó nó sẽ là 1/2N. Thì nó sẽ tương ứng là 1 mV, có nghĩa là cái chiều cao đây là 0,5, tức là 5 mm tương ứng lại là 1 mV. Cho nên khi mà mấy bạn cộng vô chỗ này, ví dụ như ở đây mấy bạn cộng là 1, 2, 5, 10, 13, thì đây mấy bạn tính ra là khoảng là 13 đúng không? Nhưng mà mấy bạn phải nhân đôi lên nữa thì nó sẽ là 2,6 mV. Bước tiếp theo mà cũng khá là quan trọng đó là mấy bạn phải xem coi là cái mắt đúng điện cực hay không. Thì thông thường á, là đối với lại những cái điều dưỡng mà người ta làm lâu năm hoặc là bác sĩ mà ra đo điện tim á, thì ít khi nào mà mắt đúng mắt sai điện cực lắm. Tuy nhiên có một số trường hợp vẫn có thể là mắt sai, và khi mà mắt sai vậy có thể là nhận định kết quả nó sai. Như vậy thì thế nào là mắt đúng? Thì đối với lại một cái điện cực khi điện tâm đồ khi mà mắt đúng điện cực thì mình sẽ nhìn thấy là gì ở D sóng B. Mình sẽ thấy đây thường là sóng B, nếu mà nó là bình thường nha thì là sóng B nó sẽ dương ở D1, D2, AVF. Đó, sóng B nó âm AVR. Tương tự cũng vậy, phúc bộ QRS nó dương ở D1, D2, AVF vẫn âm AVR.
Rồi, đây là trường hợp mà mắc sai điện cực thì các bạn sẽ thấy là gì? Sóng B tự nhiên nó âm ở D1 AVL mà nó lại dương ở D2, D3 AVF. Đó. Đó. Và cái đến đó là gì? Phức bộ QRS nó cũng âm ở D1 AVL. Đó. Và trong khi D2, D3 AVF thì nó lại dương. Ha, điều này chứng tỏ là trong trường hợp này là bệnh nhân đã bị mắc sai điện cực. Và mắc sai điện cực ở đây thì có thể đó là bệnh nhân mắc lộn tay phải với lại tay trái. Trường hợp này mình sẽ thấy à, vậy thì trong trường hợp này nếu mà mấy bạn không nhận diện ra được thì mấy bạn sẽ đọc sai lầm ở chỗ nào? Đó là mấy bạn sẽ thấy là ở D1 AVL tự nhiên sóng T nó âm. Mà khi mà mấy bạn thấy sóng T nó âm ở đây thì mấy bạn sẽ nói liền là bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim. Nhưng mà trên thực tế thì đây là do mắc sai điện cực chứ không phải là bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim. Rồi, tương tự cũng vậy. Ở trong trường hợp này mấy bạn sẽ thấy là gì? Tự nhiên ở D2, D3, AVF, phức bộ QRS nó âm. Mà trong khi AVR phức bộ lại dương. Đó. Thì trong trường hợp này đó là do mắc sai điện cực của tay và chân. Thì nếu như giả sử như mấy bạn không nhận diện ra này thì mấy bạn đọc sai lầm ở chỗ nào? Đó là mấy bạn thấy có sóng Q rộng ở D2, D3, VF và mấy bạn sẽ đọc sai lầm đó là nhồi máu cơ tim cổ thành dưới. Mà thực tế đây là do trường hợp này là mắc sai điện cực. À, sau khi mà mình đã kiểm tra về test milivolt thời gian rồi xem có mắc điện cực hay không thì bây giờ mình sẽ phân tích. Thì đầu tiên mình sẽ xác định bệnh nhân là nhịp gì. Thì mình biết ra gì trong tim của mình nó có nhiều ổ phát ra nhịp lắm. Ngoài cái nút xoang là cái nút phát ra cái chủ nhịp là chính thì nó còn có thể là mô nhĩ hoặc là nút nhĩ thất hoặc là cơ thất hoặc là bó Purkinje. Tất cả những cái phần này nó đều có thể phát ra nhịp. Tuy nhiên do nút xoang là nút phát ra nhịp có tần số cao nhất cho nên nó sẽ ức chế hoàn toàn những cái nút ở bên dưới. Tần số của nút xoang khoảng từ 60 đến 100. Từ cái bộ nối thì khoảng là từ 40 đến 60 và từ cái mô thất thì thường là dưới 40. Như vậy tần số nút xoang cao nhất nó sẽ ức chế hoàn toàn những cái hoạt động phát nhịp của những cái mô còn lại. Khi mà nút xoang nó bị bệnh lý vì một lý do nào đó thì nút xoang nó sẽ không phát ra nhịp nữa thì và những thì lúc đó những cấu trúc ở bên dưới nút xoang nó sẽ phát ra nhịp và nó sẽ làm chủ nhịp. Đó, như vậy là từ đó là nó sẽ sinh ra những cái loại rối loạn nhịp khác nhau. Như vậy để xác định được cái rối loạn nhịp của bệnh nhân thì người ta sẽ dựa vô cái gì? Đầu tiên là người ta sẽ xem coi là có sóng B hay không. Rồi, sau khi đã có sóng B rồi, người ta sẽ xem coi là hình dạng sóng B nó là hình dạng như thế nào, hình dạng bình thường hay là bất thường. Tiếp theo, người ta sẽ coi tỷ lệ giữa B và phức bộ QRS, xem coi nó là tỷ lệ là 1:1 có nghĩa là mỗi một B có một phức bộ QRS hay là khác một có nghĩa là sóng B nó nhiều, phức bộ QRS nó ít, vân vân. À, sau đó là người ta sẽ xem xét đến khoảng BR, xem coi là cái khoảng BR này nó có gì bất thường hay không. Và cuối cùng đó là người ta xem đến hình dạng QRS. Hình dạng QRS này nó rất là quan trọng. Nếu mà nhịp tim mà nó ổ phát nhịp mà nó nằm từ bộ nối trở lên thì thường phức bộ QRS nó hẹp. Còn nếu mà nhịp mà nó phát ra từ dưới phức bộ QRS thì thường là nhịp nó sẽ rộng. Như vậy dựa vô cái hình dạng của phức bộ QRS, người ta có thể đoán được là cái ổ phát nhịp nó nằm ở đâu. Thì có một cái cách để mà xác định các loại nhịp. Đây là những cái loại nhịp thường gặp. Ví dụ như người ta thấy có sóng B, có sóng B dương ở D1, D2, AVF, sóng B âm ở AVR. Sau mỗi sóng B là phức bộ QRS thì người ta sẽ kết luận được đây nó là nhịp xoang. Còn trong trường hợp sóng B nó bị biến dạng và tỷ lệ B QRS nó vẫn là 1:1 thì B nó biến dạng có nghĩa là B này nó không phải từ nút xoang mà nó thấp hơn nút xoang thì có thường là nhĩ thì người ta gọi đó là nhịp nhĩ. Không có sóng B thay bằng những sóng F lăn tăn được gọi là rung nhĩ. Sóng F lớn dạng răng cưa được gọi là cuồng nhĩ. Không có sóng B nhưng mà phức bộ QRS nó hẹp đó, thì người ta sẽ gọi nó là nhịp bộ nối. Và không có sóng B nhưng phức bộ rộng thì người ta gọi là nhịp tự thất. Một số trường hợp là sóng B có sóng B nhưng mà B QRS nó không liên hệ với nhau, nghĩa là trong trường hợp này là dẫn truyền từ nhĩ xuống thất nó bất thường mà lại khác nhau nữa, cho nên người ta gọi nó đây là tình trạng là lốc AV và là thường lốc nhĩ thất đó, thường là lốc nhĩ thất độ 3. Khi mà đã nói về lốc nhĩ thất độ 3 thì người ta phải xác định coi là khi mà nhĩ nút xoang nó không dẫn truyền xuống bộ nối như vậy thì cái gì nó là chủ nhịp của tim. Thì lúc đó người ta sẽ dựa vào hình dạng của phức bộ QRS. Nếu phức bộ QRS nó hẹp thì người ta gọi là lốc nhĩ thất độ 3, chủ nhịp bộ nối. Còn phức bộ QRS mà nó rộng thì gọi là lốc nhĩ thất độ 3 và chủ nhịp là tự thất. Đây là trường hợp nhịp xoang. Tức là từ nút xoang nó phát ra xung động nó đi xuống hướng về phía này. Hướng về phía như thế này thì khi mà nó hướng về phía này cho nên sóng B nó sẽ dương ở D1 hướng về phía này ha, phía này đây, D1
D2 AVF ha. Còn và sóng B nó âm ở AVR. Đây, dương ở D1, D2 AVF, âm AVR. Do nó dẫn động xung động xuống thì khi mà nó dẫn xuống đây thì nó sẽ gây khử khử cực ở đây nên tạo ra phúc bộ Qrf như vậy. Sau mỗi sóng B có một phúc bộ Qrf, tỷ lệ là 1:1. Như vậy đây là một cái điện tông đồ của nhịp xoay. Trong trường hợp này ta thấy sóng B nó biến dạng và thường là sóng B nó âm và sau mỗi sóng B là một phúc bộ Qrf thì đây chính là nhịp nhĩ. À, không có sóng B nhưng mà thay bằng những cái sóng F nhỏ lăn tăn. Cái này là sóng nhiễu. Đây là những sóng F nhỏ lăn tăn đây. Đó. Rồi, sóng F nhỏ. Rồi, phúc bộ Qrf nó lại không đều về thời gian, không đều về biên độ thì đây chính là điện tông đồ của rung nhĩ. Không có sóng B thay bằng những sóng F lớn mà dạng răng cưa à, thì đây chính là điện tông đồ của cuồng nhĩ. Trong trường hợp này ta không thấy có sóng B à, ở D1, D2, AVF không thấy sóng B đâu hết. AVR không có sóng B đâu hết. Và cái đến nữa là phức bộ này là phức bộ rộng. Ở bên xin lỗi phức bộ hẹp, hẹp có nghĩa là nhỏ hơn 0,12 giây. Như vậy trong trường hợp này người ta gọi đây chính là nhịp bộ nối. Trong trường hợp này ta không thấy có sóng B ở phía trước và phức bộ quyết nó rộng nghĩa là lớn hơn 0,12 giây. Đây ba à, khoảng là 4 ô 0,16 giây phức bộ rộng. Thì đây người ta gọi đó là nhịp tự thấp. Trong trường hợp này người ta thấy đây có sóng B, đây phức bộ Qrf, đây sóng B. Không, rồi, sóng B ở đây phức bộ Qrf nghĩa là sóng B và phức bộ Qrf này nó không đi với nhau. Tỷ lệ của nó là khác một. À, cái đến là phức bộ Qrf đây nó hẹp. Như vậy là nhịp này là nó phát là lốc nhí thất nhưng là không có dẫn truyền ở đây. Và phức bộ nó hẹp như vậy là nó dẫn truyền từ trên xuống thì như vậy là từ bộ nối phát ra. Trong trường hợp này có sóng B cũng có phức bộ Qrf luôn nhưng mà B và Qrf nó không đi cùng với nhau. Rồi như vậy là có lốc nhí thất và phức bộ Qrf nó rộng như vậy là nhịp nhịp này nó phát ra từ cái mô thất. À, sau khi chúng ta đã xác định được nhịp rồi thì chúng ta phải xem tiếp coi là nhịp đều hay không đều. Thì cái cách đơn giản nhất đó là chúng ta sẽ nhìn và chúng ta ước chừng những cái khoảng cách đây khoảng cách này với nhau à, đó thì đây người ta gọi nó là khoảng cách đều đó. Rồi trong trường hợp này đây gọi là không đều, đây là nó rộng à, và đây là nó hẹp. Thì người ta lấy rằng là gì, nếu mà ta lấy khoảng cách rộng nhất mà trừ vô khoảng cách nhỏ nhất mà nó lớn hơn 0,16 giây thì người ta nói nó là nhịp không đều à, thì đây là trong trường hợp này là nhịp nó không có đều. Vậy người ta xác định nhịp đều hay không đều để làm cái gì? Để mà người ta tính tần số tim. Nếu mà trong trường hợp mà nhịp đều ha, đó thì người ta sẽ tính bằng cái phương pháp khác và trong trường hợp nhịp không đều thì tính bằng phương pháp khác. Đối với là nhịp đều thì người ta sẽ dùng một cái luật đó là luật 300. Đó là lấy 300 chia số ô lớn. Đầu tiên ta có một cái phức bộ Qrf nó nằm ở đây, sau đó là phức bộ Qrf nó nằm ở đây. Và cái phức bộ Qrf nó nằm ở đây thì nó sẽ tương ứng với lại số ô lớn, ví dụ như đây. Qua đây là 1 ô, 2 ô, 3 ô, 4 ô, 5 ô. Như vậy nó nằm cách nhau là 5 ô lớn. Như vậy ta lấy 300 ta chia cho 5, như vậy là tần số tim là 60. Đó. Còn nếu dù nó nằm ngay tại chỗ này thì ta thấy là 75. Như vậy có nghĩa là số cái phức bộ Qrf này nó nằm tương với số ô lớn. Đó. Nếu như mà mấy bạn lấy tổng cái số ô nhỏ này đó, mấy bạn chia cho 5 đó, mà nó ra con số nguyên. Đó. Tức là nếu mấy bạn đếm đây có bao nhiêu ô nhỏ nè, mấy bạn chia cho số 5 và nó ra con số nguyên thì cái số nguyên đó chính là cái số ô lớn và mấy bạn lấy 300 chia số ô lớn đó thì nó sẽ ra được cái tần số tim. Tuy nhiên trên thực tế thì không phải trường hợp nào nó cũng sẽ rơi vô số ô lớn mà nó sẽ có một số trường hợp là nó sẽ rơi vô số ô nhỏ. Đó. Ví dụ như trong trường hợp này, đó, mấy bạn thấy nó nằm ở đây và nó nằm ở đây và mấy bạn đếm từ đây qua đây thì nó ra là 27 ô nhỏ. Đó, mà 27 ô nhỏ thì phải nếu mà nó là 25 thì nó là 5 ô, còn đây là 27 thì sao tính được? Đó. Thì lúc đó người ta sẽ lấy cho 1.500 và người ta chia cho số ô nhỏ thì nó sẽ ra là khoảng cái mình sẽ lấy con số nguyên của nó thì nó sẽ ra là cái tần số tim. Đó là trong trường hợp là nhịp đều. Rồi, còn trong trường hợp nhịp không đều thì cách tốt nhất đó là gì? Đó là người ta sẽ dựa vô cái chuyển động kéo dài ha. Và nếu mà mấy bạn siêng á, mấy bạn sẽ đo trong 1 phút. Đó, mấy bạn đo trong 1 phút. Xong mấy bạn sẽ đếm hết những cái phức bộ trong 1 phút đó thì ra tần số tim. Thì tất nhiên mình sẽ không thể nào mà đủ giấy để mà đo trong 1 phút được. Thì trong trường hợp đó người ta sẽ đếm trong vòng là 6 giây. Có nghĩa là người ta sẽ đếm khoảng
30 ô lớn, ví dụ như đây. Rồi, tới đây. Từ đây ta đến mốc này, đến mốc này ta sẽ là 3 ô lớn, 30 ô lớn. Ta sẽ đếm coi trong này là có bao nhiêu đỉnh, ví dụ như 1 2 3 4 5 6 7 8 9. Như vậy có 9 ô, có 9 ô lớn mà 30 ô lớn nghĩa là 10 giây. Đó, như vậy mình sẽ mình xin lỗi, 30 ô lớn đó nó chính là 6 giây. Như vậy mình sẽ nhân lên 10 lên thì ra. Như vậy là mình sẽ có 9 đỉnh, mình nhân cho 10, như vậy là tần số tim trong trường hợp này là 90 lần trong 1 phút. Về các cái mức thì người ta thấy là gì? Nếu mà tần số tim từ 60 đến 100 thì gọi là bình thường. Trên 100 thì gọi là nhanh. Trên 150 thì gọi là rất nhanh. Chậm là dưới 60 lần phút. Còn rất rất chậm là dưới 30 lần một phút. Ví dụ như trong điện tâm đồ này, mấy bạn sẽ thấy là gì? Đây. Mình sẽ tính ra khoảng cách đây. Đây. Đây là nó nằm trong không, nó nằm ở đây đúng không? Nếu mà nằm ở đây thì là 3 ô. Đúng không? Còn nằm đây là 2 ô, bây giờ nó nằm ở giữa. Thì mình sẽ đếm ra là 10, 12, nghĩa là khoảng là 12 ô. Đó, thì mình sẽ lấy là 1.500, mình chia cho 12 thì nó sẽ ra khoảng là 120. Như vậy là tần số tim trong trường hợp này là tần số tim nó nhanh. Rồi, còn trong trường hợp này thì mấy bạn sẽ đếm là 1, 2, 3, 4, 5. Đó, mấy bạn nhắm mắt ở đây, mấy bạn lấy đây là 5. Thì đây đây là tần số tim, là lấy 300 chia cho 5, nó là 60. Nếu mà ở đây chắc chắn là tần số tim này là nhỏ 60 rồi, mấy bạn biết là nhịp chậm. Tuy nhiên nếu mà người ta yêu cầu mấy bạn phải biết là chính xác là tần số tim bao nhiêu thì mấy bạn cứ đếm cái số ô nhỏ mấy bạn chia ra, ví dụ như trong trường hợp này là 5, 10, 15, 20, 25, 28, đó 300 mình 1.500 mình chia cho 28 thì khoảng là 44. Thì trong trường hợp này là tần số tim, trường hợp này là chậm, tần số tim 44 lần trên phút. Tiếp theo là mình sẽ xác định cái trục định tim. Thì mình xác định trục định tim á, thì cái cách mà đơn giản nhất á, để mà mình xác định trục định tim á, đó là mình sẽ dựa vào cái D1 và cái AVL. Thì người ta thấy là gì? Nếu mà D1 mà dương, AVF dương, dương ở đây là cái gì? Là mình sẽ lấy cái biên độ của cao và biên độ âm, hai cái mình cộng lại với nhau thì nó ra cái biên độ của nó. Thì nếu mà cái D1 và AVF dương thì người ta gọi nó là trục trung gian. Còn nếu mà D1 mà dương, AVF âm, nghĩa là nằm trong khoảng này. Đây, D1 dương, AVF âm đây. Cái này là cộng 1 đi, cái này là cộng trừ 5, như vậy ra là trừ 4. Đó, thì cái này là trừ 4, này là cộng cộng 3. Đó, thì cái này là D1 dương, AVF âm, thì nó sẽ gọi là nằm trong trục lệch trái. Còn trong trường hợp mà D1 âm và AVF dương thì người ta gọi là trục lệch phải. Còn trong trường hợp cả hai đều âm hết thì người ta gọi nó là trục vô định. Như trong điện tâm đồ này, người ta sẽ thấy là gì? D1 dương, nếu mà gọi là dương là sao? Ở đây là 5 ô, ở đây là 3 ô, như vậy là dương 2. Đây AVF là 11, trừ 1 là 10, như vậy là này dương 2, dương 10, cả hai cái đều dương, như vậy đây là trục trung gian. Trong trường hợp này là D1 dương chắc rồi, AVF âm, âm rõ luôn, như vậy đây là trục lệch trái. Trong trường hợp này D1 là âm, AVF là dương, vậy đây chính xác là trục lệch phải. Như vậy trục như giúp cho mình xác định cái gì? Đó là nó sẽ giúp cho mình tìm ra một số cái bất thường liên quan. Ví dụ như trong trường hợp trục lệch trái, có thể là bệnh nhân bị lớn thất trái, lóc phình nhánh trái hoặc là lóc phình nhánh trái trước, vân vân, hoặc là bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim. Trục lệch phải, ví dụ như bệnh nhân có thể lớn thất phải, lóc nhánh phải hoặc là lóc phình nhánh trái sau, vân vân. Về khảo sát sóng B thì khi mà khảo sát sóng B thì như nãy đã nói, sóng B đó chính là cái sóng mà khử cực của nhĩ. Như vậy mình sẽ dựa vô cái thời gian và biên độ để mình xem coi là nhĩ nó có bị bất thường hay không. Thì bình thường á, cái sóng B này nè, thì cái chiều ngang của nó, tức là biên độ rộng á, thời gian á, thường là từ 0,08 đến 0,12 giây. Đó, và chiều cao của nó là thường là khoảng là 0,5 cho đến 2 mm. Đó, thì đó là cái sóng B nó bình thường. Và mấy bạn phải chú ý là gì? Ở cái V1 á, thì sóng B thường nó sẽ có dạng là hai pha. Có nghĩa là nó sẽ có pha dương ở phía trước và pha âm ở phía sau. Nó khác với lại ở D2, là D2 nó chỉ có sóng B dương thôi. Vậy thì tại sao ở V1 nó lại có hai cái sóng dương và âm như vậy? Thì do cái gì? Đầu tiên đó là cái xung động nó phát ra. Cái xung động nó phát ra thì nó sẽ gây khử cực của cái nhĩ phải trước. Đó, như vậy là nó sẽ hướng về phía V1 trước. Sau đó nó sẽ khử cực nhĩ trái.
thì nó sẽ hướng xa, hướng ra xa. Như vậy mình sẽ có một cái sóng dương sóng âm. Sóng dương đó là chuyển khử cực của nhĩ phải, và sóng âm đó là chuyển khử cực của nhĩ trái. Rồi, đây là cái hình dạng sóng B bình thường, mấy bạn thấy nó khoảng là 2 ô, nghĩa là 0,08 giây, chiều cao nó là 1 mm. Như vậy đây tôi kết luận có thể là sóng B nó bình thường. Khi mà sóng B nó rộng ra, ví dụ như trong trường hợp này, mình sẽ thấy nó là 4 ô 0,16 giây, nó có hai điểm lạc đà. Như vậy trong trường hợp này nó rộng ra, đó là do tình trạng là lớn nhĩ trái. Còn sóng B nó cao, nghĩa là nó lớn hơn 2,5 mm, ở đây mình thấy là nó 3 ô, nghĩa là 3 mm, nghĩa là trong trường hợp này là có lớn nhĩ phải. Đây là hình ảnh của lớn nhĩ trái ha. Đó, mình sẽ nhìn ra đây sóng B nó rộng ra, và đặc biệt là ở pha âm. Pha âm ở đây mấy bạn sẽ thấy là nó rộng ra và nó sâu xuống. Đó. Thì cái rộng ra và sâu xuống này thì người ta sẽ cho cái thời gian của nó là, ở đây là chiều ngang của nó là 2 ô, nghĩa là 0,08 giây. Chiều cao của nó đó là khoảng là 2 mm. Như vậy tính ra là 0,08 nhân cho 2, nghĩa là 0,16 mV. Đó, lớn hơn 0,04 mV là đã có lớn nhĩ trái rồi. Rồi, trong trường hợp này là lớn nhĩ phải. Đó, ở đây sóng B nó cao khoảng là 3 mm. Thì đây mấy bạn sẽ thấy là gì? Sóng B nó cao ở D2, D3, nó cao hơn D1. Thì đây nó có dạng giống như chữ A vậy đó. Thì đây người ta gọi là sóng B phế. Thường mấy bạn sẽ thấy ở trên những bệnh nhân mà bị bệnh phổi tắc nghẽn mãn tính. Cái đến đó là đoạn BR. Thì cái sao, xin lỗi, đây là khoảng BR ha. Khoảng BR đó là tính từ đầu sóng B đến đầu phút bộ QRS, đó là khoảng BR em. Rồi, thì bình thường cái khoảng thời gian này nó là từ 0,12 đến 0,2 giây. Đó, 0,12 đến 0,2 giây. Rồi. Thì nếu mà nó nhỏ hơn 0,12 giây, có nghĩa là cái thời gian này nó ngắn. Nghĩa là dẫn truyền từ nút xoang đến thất nó nhanh hơn so bình thường, thì người ta gọi đó là hiện tượng kích thích sớm. Còn nếu như mà lớn hơn 0,2 giây, có nghĩa là BR dài, thì đó ta gọi đó tình trạng là có block nhĩ thất. Thì đây cái sóng B mấy bạn tính ở đây, từ đây cho đến đây 1 2 3 4, nghĩa là 4 ô, nghĩa là khoảng 0,16 giây. Đây là BR bình thường. Ở trong trường hợp này đó, mấy bạn sẽ thấy đây sóng B đây đến đây nó chỉ có khoảng là không khoảng là 2 ô rưỡi, có nghĩa là khoảng là 0,1 giây đó, kết thúc sóng B xong là qua phút bộ QRS luôn đó. Thì đây người ta gọi đây là BR ngắn, đây gọi là hiện tượng kích thích sớm. Còn trong trường hợp này mấy bạn thấy đây cái sóng B đây và phút bộ QRS đây, thì cái khoảng đây, khoảng BR đây 1 2 coi như 5, đây là 9. Như vậy là 9, 9 nhân cho 0,04 nghĩa là 0,36 giây, nghĩa là lớn hơn 0,2 giây. Như vậy trong trường hợp này là bệnh nhân có tình trạng là block nhĩ thất, và sau mỗi sóng B vẫn còn phút bộ QRS như thế này, thì đây chính là tình trạng là block nhĩ thất độ 1. Cái đến là phút bộ QRS. Thì phút bộ QRS đây, đầu sóng B đến kết thúc của sóng S, thì cái khoảng thời gian của nó là khoảng là từ 0,08 giây đến 0,12 giây. Đó. Thì người ta sẽ nhìn nó ở D2. Đó, người ta sẽ đo thời gian và nhìn ở V1, từ V1 cho đến V6 thì người ta sẽ thấy là gì? Cái sóng R đó ở từ V1, V2 nó tăng dần. Đó, sau đó V3, V4 rồi nó cao dần lên, cao dần lên. Rồi đến V5, V6 thì nó hơi giảm xuống chút xíu. Như ta đã biết là đầu tiên là cái xung động nó đi xuống cái vách, nó sẽ khử cực từ bên trái qua bên phải, nó hướng về phía V1, cho nên ở V1, V2 người ta sẽ ghi nhận được sóng R. Rồi, thì sau đó là cái xung động nó sẽ khử cực từ cái thất phải qua bên thất trái, thì lúc đó ở V3, V4, V5, V6 người ta sẽ ghi nhận được sóng R. Đó. Thì ở V1, V2, quên xin lỗi, ở V3, V4 thường là sóng biên độ sóng R và biên độ sóng S ở dưới này nó bằng nhau, cho nên người ta gọi cái biên chuyển đạo mà có cái biên độ sóng dương và sóng âm bằng nhau, đó gọi là chuyển đạo chuyển tiếp. Thì ta thấy là V1 nó tăng lên V2, nó tăng lên V3 và tăng lên V4 là cao nhất, sau V5, V6 nó giảm xuống. Tương tự cũng vậy, sóng S nó sâu ở V1, V2, V1, V2 sau đó đến V3, V4, V5, V6 thì nó bớt âm dần và nó có thể là nó chỉ còn nhú chút xíu như đây thôi. Như vậy, người ta sẽ khảo sát phút bộ QRS, người ta sẽ khảo sát về thời gian, khảo sát về biên độ.
Về thời gian, nếu như mà có rối loạn dẫn truyền nội thất thì phúc bổ khuyết nó sẽ rộng ra. Còn về biên độ, nếu như mà nó có bất thường, ví dụ như là nó lớn thất hoặc là dẫn truyền nó bị kém vân vân thì biên độ nó sẽ bị thấp. Thì đây là phúc bổ khuyết nó rộng. Định nghĩa phúc bổ khuyết rộng nghĩa là nó lớn hơn 0,12 giây. Tức là từ đầu đây đến đây nghĩa là lớn hơn 0,12 giây. Vậy thì nó sẽ lớn hơn 0,2 giây trong trường hợp nào? Đó là trong trường hợp mà block nhánh phải. Đó. Thì lốc nhánh phải đây, mấy bạn sẽ thấy đây, từ đây đến đây nó sẽ rộng ra. Và lốc nhánh phải nó sẽ có dạng là R, S, R phẩy ở V1, V2. Đó. Và V5, V6 thì nó sẽ dạng là squeeze nhỏ R và S sâu. S. Rồi, cái đến là trong trường hợp lốc nhánh trái, thì ở lốc nhánh trái thì ở V6 mấy bạn sẽ thấy là có dạng R đơn pha. Và đối với lại ở V1, V2 thì nó sẽ có dạng là sóng QS. Đó. Trường hợp tiếp theo là phúc bổ QS rộng nhưng mà nó chẳng có dạng lốc nhánh phải, chẳng có dạng lốc nhánh trái gì hết thì người ta sẽ gọi đây gọi là rối loạn dẫn truyền nội thất. Ví dụ như điện tâm đồ này, mấy bạn sẽ thấy là phúc bổ QS nó rộng ha. Đó, mấy bạn sẽ tính ra ở đây nhìn không rõ lắm nhưng mà nhìn qua đây thì mấy bạn thấy nó khoảng là 4 ô 0,16 giây. Nó có dạng R, S, R phẩy thì đây chính là dạng lốc nhánh phải. Tương tự, phúc bổ QS đây nó rộng ha, mấy bạn thấy cũng là 4 ô 0,16 giây. Và nó có dạng R đơn pha ở V5, V6 đó, và QS thường ở V1, V2 hoặc là R nhỏ S sâu ở V1, V2 thì đây chính là dạng block nhánh trái. Rồi, trường hợp này mấy bạn thấy phức bổ rộng rất là rõ ha, khoảng là 5 ô đó. Mà bây giờ nó không không có dạng block nhánh phải, cũng không có dạng block nhánh trái luôn thì trong trường hợp này người ta gọi là rối loạn dẫn truyền nội thất. À, một số trường hợp bất thường về biên độ, ví dụ như trong trường hợp là phúc bổ QS nó cao đó. Thì phúc bổ QS nó cao nó có thể là do lớn thất phải hoặc là lớn thất trái hoặc là ở những người trẻ thì cái thành ngực người ta mỏng thì cũng làm cho phúc bổ QS nó cao lên. Thì cho nên khi mà mình thấy phúc bổ QS nó cao á thì mình chỉ gọi là biên độ nó cao thôi ha, nghĩa là lớn thất phải. Lúc đó mình đọc nếu mà có lớn thất phải thì mình sẽ gọi là lớn thất phải theo tiêu chuẩn điện thế hoặc là lớn thất trái theo tiêu chuẩn điện thế. Thì bình thường á, sóng R nó từ V1 đến V6 thường nó không quá 27 mm. Nếu nếu mà nó lớn hơn 27 mm thì mấy bạn sẽ gọi nó là có tình trạng là tăng tăng biên độ. Thì bây giờ mình muốn coi là nó có lớn thất phải hay không thì người ta sẽ dùng cái tiêu chuẩn là Solokov-Dion bên phải, đó là RV1 cộng SV5 hoặc là V6. Nếu mà nó lớn hơn 11 mm thì mình sẽ gọi nó là có lớn thất phải theo tiêu chuẩn điện thế. Tương tự như là lớn thất trái thì người ta sẽ lấy là SV1 cộng RV5 hoặc là V6. Nếu mà nó lớn hơn 35 mm thì người ta gọi là có lớn thất trái. Trong trường hợp ngược lại đó là biên độ thấp, ví dụ như là trên những người mập mà thành ngực dày thì lúc đó là cái biên độ nó sẽ thấp, hoặc là trong những trường hợp mà bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim. Khi mà bệnh nhân bị dịch màng ngoài tim như vậy thì nó làm cho cái dẫn truyền điện ra nó sẽ bị kém đi, cho nên cái điện thế nó sẽ thấp. Thì đây là cái điện tâm đồ mấy bạn sẽ xem. Ở đây mình coi có phúc bổ QS như thế nào. Mình thấy ở V5, V6, V3 nữa ha. Nó lớn ha. 1, 2, 3, 4, 5. Đây là khoảng là 27 ha. 27 mV. Ở đây cũng vậy luôn. Mấy bạn nhớ đây là 5 mV thôi. Là mấy bạn phải nhân cao, nhân lên nữa. Nên là rất là cao. Như SV1 cộng RV5. Như S ở đây. Ở đây là khoảng là 9 ô. Đó. Ở đây là 15, 15, 16, 32. Đó, 32 mà cộng cho 9 nữa là 41 rồi, như chắc chắn là bệnh nhân này là có lớn thất trái. Đó, theo tiêu lớn thất trái theo dẫn điện thế. Rồi, trường hợp này đây là trường hợp mà biên độ thấp, định nghĩa biên độ thấp nghĩa là thường là các chuyển đạo ở D1, D2, D3 thường là nó nhỏ hơn 5 mm, hoặc là tổng ba của thằng này, tổng ba của D1, D2, D3 thường nó không quá 15 mm. Thì người ta gọi là điện thế thấp. Đó, lúc nãy có giải thích rồi, có thể gặp trong trường hợp là thành ngực dày hoặc là trên những bệnh nhân bị khí phế thủng hoặc là những bệnh nhân bị tràn dịch màng ngoài tim thì điện thế nó sẽ bị thấp. Cái đến là khoảng QT. Thì cái khoảng QT đó là nó tính từ đầu sóng Q đến kết thúc của sóng T, gọi là khoảng QT. Thì cái khoảng QT này nó phản ánh cái quá trình hoạt động điện của thất, nghĩa là khử cực và tái cực của thất. Thì cái khoảng QT này nó sẽ thay đổi theo tần số tim. À, ví dụ như mấy bạn thấy ở đây, ví dụ như là tần số tim của nó là 110 đi chẳng hạn, thì cái QT của nó bình thường nó sẽ là khoảng là 0,32 đó, hoặc là tần số tim nó nằm trong khoảng 50 đi
thì cái QT của nó sẽ là khoảng 0,43. Đó. Thì mấy bạn biết là gì, QT càng dài nó thì nguy cơ xuất hiện rút là gì càng cao, nghĩa là có thể làm cho nhân bị đột tử. Thì người ta tính ra là nếu mà QT mà nó lớn hơn 0,46 giây á thì nguy cơ đột tử rất là cao. Đó. Thì bây giờ cái như vậy mình sẽ thấy là gì, cứ mỗi một cái tần số tim thì nó lại có QT khác nhau, như vậy rất là khó tính. Như vậy người ta sẽ đưa về cái QT chuẩn, người ta sẽ tính QTC. Thì QTC nó sẽ bằng QT chia cho căn bậc 2 của RR. Và khi mà ta ra được cái QTC, người ta thấy là gì? Bình thường ở nam thì QTC nhỏ hơn 0,44 giây, còn ở nữ thì phải nhỏ hơn 0,46 giây, còn nếu lớn hơn số này nghĩa là có bất thường. Đó, thì cái khoảng QT và RR này là mấy bạn sẽ tính là số ô, sau đó mấy bạn nhân 0,04 lên là ra được cái số giây. Đó, mấy bạn sẽ tính ra. Đó là một cái công thức tính. Cái công thức tính thứ hai đó là QTC bằng QT cộng cho 1,75 nhân cho RR này trừ cho 60. Đó, thì ở đây mấy bạn cũng sẽ tính là cái số giây luôn. Thì đó là những cái cách tính. Tuy nhiên người ta sẽ có một cái cách đọc nhanh. Đó là mấy bạn phải nhớ là gì? Nếu tần số tim dưới 100 lần một phút thì QT nó nhỏ hơn 50% RR tương ứng thì được gọi là bình thường. Ví dụ như trong trường hợp này, đây cái khoảng xanh này của tôi, đây chính là cái khoảng RR. Còn cái khoảng đỏ của tôi đây chính là khoảng QT. Thì tôi thấy là cái khoảng QT này của tôi nó lớn hơn 50% của khoảng RR rồi. Như vậy trong trường hợp này đây chính là cái QT dài. Kế đến là đoạn ST. À, đoạn ST là nó kết thúc của cái sóng S cho đến cuối, cho đến hết hết cái sóng, xin lỗi. ST là đầu sóng T chứ không phải là cuối sóng T. À, cuối sóng T. Thì đây chính là cái đoạn ST. Thì bình thường ST này nó nằm ở trên đường đẳng điện. Thì khi mà nó có bất thường, nghĩa là có ST chân lên hoặc là ST chân xuống. Thì bây giờ mấy bạn muốn xác định được cái ST chân lên hay chân xuống, mấy bạn dựa vô gì? Đó là mấy bạn phải dựa vô được cái đường đẳng điện. Đó, cái đường đẳng điện đây. Đường đẳng điện người ta quy ước đó là đoạn TB, là cái đoạn ở phía sau đây. Từ cái đường đẳng điện đó, ha, mấy bạn sẽ tìm cái điểm G. Điểm G là cái điểm mà kết thúc của phước bộ Krios. Thì trong trường hợp này người ta lấy cái điểm G nằm ở đây. Và từ cái điểm G đó người ta sẽ kẻ xuống, người ta xem coi là nó bao nhiêu ô. Ví dụ như đếm ở đây 1, 2, 3, 4, 5. Như là đây là chênh là khoảng là 5 mm. Thì người ta định nghĩa là gì? Nếu người gọi là ST chênh lên, ha, thì đối với lại các chuyển đạo khác ngoài V2, V3 đó, tức là V1, V4, V5, V6 hoặc D1, AVL gì đó vân vân. Chỉ cần chênh lên hơn 1 mm là đủ. Còn đối với lại chuyển đạo V2, V3 thì người ta sẽ thấy là gì? Nếu mà nam mà lớn hơn 40 tuổi thì phải chênh lên 2 mm mới đủ tiêu chuẩn. Còn nhỏ hơn 40 tuổi thì phải chênh lên tới 2,5 mm. Còn ở nữ thì chỉ cần chênh lên 1,5 mm là được. Thì ST nó chênh lên nó có rất là nhiều nguyên nhân ha. Ví dụ như là hiện tượng tái cực sớm này, có thể là nhồi máu cơ tim, phình thạch thất, viêm ngoài tim, remental, vân vân. Thì đây là cái hiện tượng tái cực sớm ha, mấy bạn cũng sẽ thấy là có cái ST nó chênh lên ha, nó nằm ở V2, V3 ha, V4 ha, V5 để có ST chênh lên. Và đặc biệt là gì? Sau mỗi cái chỗ chênh này nè, mấy bạn sẽ thấy là sóng T nó nhọn và đồng thời nó có cái những cái khớp ha. Đó, đây nó nằm ở V4 này, ở V5 đây. Đây là những cái khớp. Thì khi mà các bạn thấy ST chênh lên nhẹ và nó có những cái khớp nằm ở đây thì đây gọi là hiện tượng tái cực sớm. Thì cái hiện tượng tái cực sớm này có thể giải thích một chút như sau. Đó là bình thường á thì mình sẽ nhìn thấy cái hình ở đây. Cái hình ở đây đây chính là cái đường màu đen này, đường này. Đây chính là cái hoạt động điện, tức là cái của cái lớp nội mạc. Thì đây là quá trình là khử cực của lớp nội mạc trước. Rồi, sau đó là quá trình tái cực của lớp nội mạc. Còn cái này là khử cực của ngoại mạc và sau đó là tái cực của ngoại mạc. Thì người ta thấy là gì? Bình thường á thì cái lớp nội mạc nó sẽ khử cực trước, còn lớp ngoại mạc nó sẽ khử cực sau. Rồi, nhưng mà khi mà cái lớp ngoại mạc này nó khử cực xong thì nó lại có cái hiện tượng là tái cực sớm hơn. Đó, đó. Và chính vì nó tái cực sớm hơn cho nên nó sẽ về đẳng điện, tức là nó về điện thế ngưỡng ban đầu sớm hơn. Và trong khi đó, cái điện thế lớp nội mạc á, nó vẫn còn ở trạng thái là nó vẫn còn đang là dương hơn so với lại cái lớp ngoại mạc. Do đó cái vector nó sẽ hướng từ trong ra ngoài làm cho ST chênh lên. Do cái hiện tượng mà nó tái cực sớm như thế này, nó sẽ tạo thành cái khớp và chính cái khớp này chính là cái nhúm nhỏ ở đây. Đó, đây chính là cái hiện tượng tái cực sớm. À, cái đến nữa là ST chênh lên, ha, ví dụ như trong trường hợp này, người ta mình thấy ST chênh lên ở V1, V2, V3, V4, V5. À, và nó chân lên có dạng vòm như thế này thì đây là hình ảnh của một cái nhồi máu cơ tim. Đó.
Rồi, trong trường hợp một trường hợp khác nữa thì đây là sau khi mà bị nhồi máu cơ tim thì cái thành tim của mình nó sẽ bị mỏng đi và nó sẽ phình ra và nó sẽ tạo nên gọi là cái hiện tượng gọi là phình vách thất, và cái biểu hiện của cái phình vách thất nó cũng chính là cái ST nó chân lên. Đó. Đây, ST nó chân lên và phía trước đây nó có sóng quy hoại tử để biểu hiện của một cái tình trạng là nhồi máu cơ tim trước đây. Đây là hình ảnh ST chân lên trong trường hợp là viêm màng ngoài tim. Thì mình sẽ thấy là ST chân lên lan tỏa ở nhiều chuyển đạo. Đó. Ví dụ như DD1, D2, chân lên ở AVL. Đó. Sau đó nó chân lên ở V2, V3, V4, V5, V6. Một số chuyển đạo như AVR, V1 nó lại chân xuống, vân vân. Nghĩa là nó chân liên tiếp ở nhiều chuyển đạo khác nhau. Và khi mà nó chân lên như vậy thường nó sẽ có cái dạng lõm. Thì đây là đặc điểm của cái hiện tượng của viêm màng ngoài tim. À, đối với lại trường hợp mà ST chân xuống á, thì định nghĩa là ST chân xuống là nó chỉ cần là 1 mm so với đường đẳng điện. Ví dụ như đây là đường đẳng điện, đây là điểm G. Đường đẳng điện đây mấy bạn kéo qua đây ha, thì mới đo khoảng cách này. Đó, cũng vậy vậy tương tự luôn. Và đây điểm G đây, đo xuống đây. Và mấy bạn phải nhớ một điều là gì? Gọi là chân xuống mà nó gọi là có bệnh lý, thứ nhất là phải hơn 1 mm. Và thứ hai là đoạn chân xuống này nó phải kéo dài ít nhất là 0,08 giây. Ví dụ như điểm G ở đây, tôi kẻ lên đây. Đó, thì nó chân xuống ở đây. Sau đó tới chỗ này, đó, tôi kẻ lên đây, nó cũng chân xuống ở cái khoảng này, đây chính là cái khoảng chân xuống, là cái khoảng này nó chỉ cần là nó dài hơn 0,08 giây là đủ tiêu chuẩn. Đó, ở đây có vẽ minh họa luôn, đó, để điểm G đây nối xuống, cái khoảng này tôi cũng nối xuống luôn, ha, đó, cái khoảng này là nó chỉ cần là hơn 0,08 giây, ít nhất là 0,8 giây gọi là có chân xuống. Thì nó sẽ chân xuống gặp trong trường hợp là bệnh nhân bị thiếu máu cơ tim, ha. Hoặc là bệnh nhân bị phì đại cơ tim, tim nó dày quá, nó làm cho lớp nội mạc nó thiếu máu thì cũng làm cho ST nó chân xuống. Thì đây là cái điện tâm đồ, mấy bạn sẽ thấy là ST chân xuống ha. Đây, nó chân xuống ở V2, V xin lỗi V3 ha, đây, điểm C đây chân xuống đây. Rồi chỗ này cũng chân xuống luôn. Thì đây là hai ô, đây là hai ô, mình đếm từ 1 2 3 4. Nó chân xuống khoảng là 4, nghĩa là 0,16 giây. Đó, tương tự ở V4 cũng vậy, đó, tương tự ở V5 cũng vậy, V6 cũng vậy. Và đây là dạng chân xuống là dạng đi ngang. Cái đến là sóng T. Thì bình thường á, sóng T của mình nó là sóng T dương. À, lý do tại sao mà sóng T của mình nó sóng T dương thì cũng giống như cái hình lúc nãy. Cái đường màu đây, cái đường màu xanh đó chính là cái đường của lớp nội mạc. Còn cái đường màu đỏ đậm này đó là chính là cái ngoài mạc. Thì mình biết là đầu tiên là nội mạc nó sẽ có quá trình khử cực trước. Sau đó là mới đến là ngoại mạc mới đến quá trình khử cực. Sau khi khử cực xong thì cả hai thằng này đều cùng tái cực hết. Tuy nhiên người ta lại thấy là gì? Cái lớp ngoại mạc nó lại tái cực trước so với lại lớp nội mạc. À, tại sao mà cái lớp nội mạc nó lại bị tái cực sau? Thì người ta giải thích rằng đó là khi mà cái tim nó co bóp thì nó sẽ làm cho cái vùng cơ tim ở nội mạc nó sẽ bị một cái hiện tượng là thiếu máu sinh lý. Và khi mà thiếu máu sinh lý như vậy thì nó sẽ làm cho cái quá trình mà tái cực của cái lớp nội mạc nó sẽ chậm hơn so với thượng mạc. Và khi mà nó chậm hơn như vậy, có nghĩa là cái điện thế của cái lớp nội mạc nó cao hơn so với lại lớp ngoài mạc, như vậy vector nó sẽ hướng từ trong ra ngoài, do đó mình sẽ ghi nhận được cái sóng T dương. Thì khi mà khảo sát ở trên 12 chuyển đạo thì người ta sẽ thấy là gì? Sóng T bình thường á, nó sẽ dương ở D1, D2, đó, rồi V3, V4, V5, V6. Đó. Thường là sóng T nó âm ở AVR. Cho nên nếu mà mấy bạn thấy mà tự nhiên sóng T nó dương AVR thì coi chừng mấy bạn mắc lộn cực. Đó. Những chuyển đạo còn lại như là D3, ha, AVL, AVF, V1, V2 thì sóng T nó có thể là nó âm đó, hoặc là nó dẹp, vân vân. Đó, thì trong trường hợp đó nó vẫn là sinh lý thôi. Như vậy, nếu những cái sóng T bình thường chỗ đó mà nó dương mà bây giờ trở nên nó là âm thì người ta gọi đó là cái sóng T nó bất thường. Thì xét về biên độ thì chiều cao của sóng T thường không quá 5 mm ở chuyển đạo ngoại vi và 10 mm ở chuyển đạo trước tim. À, đó là cái chiều cao của nó. Thì bây giờ người ta định nghĩa chiều cao nó là gì? Đó là sóng T mà nó cao hơn 3 phần 4 sóng R tương ứng thì người ta gọi là sóng T cao. Còn nếu mà sóng T mà nó nhỏ hơn 1 phần 10 sóng R tương ứng thì người ta gọi nó là sóng T dẹp. Ví dụ như đây. Đây, sóng T ở đây. Chiều cao của sóng T này coi như là bằng gần bằng sóng R luôn. Như vậy đây là trường hợp này sóng T cao. Tương tự ở đây, sóng T này nó cao hơn 3 phần 4, 3 phần 4 là ở đây, nó bằng 3 phần 4. Đó, như vậy,
Đây là hiện tượng của sóng tay cao. Cái đến là sóng tay dẹp. Ở đây mình sẽ nhìn thấy là ở V4, thường là V5, V6 sóng tay nó phải dương. Ở đây sóng tay thấy nó bằng phẳng luôn, đây gọi là hiện tượng sóng tay dẹp. Thì đây là cũng là một cái dấu hiệu bất thường. Rồi, cái đến là sóng tay âm. Đây mình sẽ thấy đây sóng tay âm V1, V2, V3, V4 này sóng tay nó dẹp. Thì ở V3, V4 thường sóng tay nó phải dương. Ở đây V3, V4 sóng tay nó âm dẹp rồi. Vậy đây là sóng tay bất thường. Vậy thì sóng tay cao thường sẽ gặp nha, trong thiếu máu cơ tim. Đó. Hoặc là bệnh nhân bị tăng kali máu. Sóng tay thấp cũng gặp trong thiếu máu cơ tim. Ngoài ra có thể vô rối loạn điện giải, ví dụ như là hạ kali, hạ magie hoặc là suy chức năng tuyến giáp. Cái đến nữa là sóng quy bệnh lý. Thì mình biết đó là trong cơ thể của mình nó sẽ có sóng quy sinh lý, tức là do hiện tượng mà cái vector mà nó khử cực cái vector thất đó, nó sẽ hướng qua bên phải trước, sau nó sẽ hướng qua bên trái. Như vậy ở các chuyển đạo bên phải mình sẽ có sóng quy, và ở bên trái thì mình sẽ có là thường là sóng R. Như vậy ở bên phải, các chuyển đạo bên phải thì cái sóng quy đó là sóng quy sinh lý. Như vậy sóng quy bệnh lý khi nào? Thứ nhất đó là cái chiều sâu của nó đó là nó phải lớn hơn 1/4 sóng R tương ứng. Ví dụ như ở đây nó sâu là 1, 2, 3, 3 ô. Còn ở đây là cái chiều cao của nó là có 5, nghĩa là 3 ô mà 5. Đó. Mà như vậy nghĩa là lớn hơn nửa rồi. Như vậy là đây là sóng quy sâu. Và thứ hai là độ rộng của nó là phải hơn 0,04 giây. Ít nhất 0,04 giây. Đây mình thấy là nó quá một ô luôn. Như đây là sóng quy bệnh lý. Thì cái sóng quy bệnh lý này á, là thường nó gặp trong trường hợp mà nhồi máu cơ tim. Sau đó là cái cơ tim nó bị hoại tử thì nó sẽ tạo thành sóng quy bệnh lý. Ví dụ như trong trường hợp này mình sẽ thấy ở đây có sóng quy rộng đây và sâu ở D2, D3, AVF. Thì đây là sóng quy hoại tử nằm ở vùng thành dưới. Bây giờ mình sẽ ứng dụng những gì mình đã học từ nãy giờ để mà mình đọc cái điện tim. Thì bước đầu tiên mình sẽ xem tốc độ thì chắc là khỏi rồi, tại tốc độ chuẩn luôn. Mình có test milivolt, ở đây là 10, 10, đây là 5, tí nữa mình sẽ nhân lên, đây chỗ này là 5. Ok. Rồi, bây giờ đầu tiên là nhịp gì? Mình sẽ thấy đây sóng B dương ở D1, D2, AVF thì không thấy rõ lắm, sóng B âm ở VR. Sau mỗi sóng B là một phút bộ QRS, như vậy đây là nhịp xoang. Nhịp xoang này là khá là đều. Giờ tần số là bao nhiêu? Thì mình thấy nằm đây ha, nó mé mé khoảng 3 ô, như tần số tim khoảng 100 lần một phút. Cái đấy là trục là gì? D1 dương, AVF dương, thì chắc chắn đây là trục trung gian. Bây giờ mình nhìn các cái đoạn ha. Đầu tiên mình có thể nhìn BR, mình tìm chỗ nào rõ cũng được. 1, 2, 3, 4, còn vết 16 giây là bình thường. Độ rộng 2 QRS này khoảng là 2 ô là bình thường. QT ha, thì trong trường hợp này chịu khó mình siêng năng, mình tính QTC thôi ha. QTC bằng, tại vì tần số tim nó khoảng 100 rồi, cho nên mình phải tính QTC thôi. Đó. Đó, nhưng mà nhìn thì có vẻ như nó không rộng lắm, nên cẩn thận thì mấy bạn có thể tính QTC bằng QT chia cho 1/2 của RR. Về sóng B, ở đây mình thấy là sóng B không cao không rộng, như là không có lớn nhĩ. Cái đến là phức bộ QRS. Biên độ thì đầu tiên mình coi có thất phải không, thì là RV1 cộng FV5. Ở đây RV1 là bằng 0, FV5 là 4, thì khoảng là 4 ô nhân đôi là 8, nhưng cộng lại chưa tới 11, như vậy là không có lớn thất phải. Giờ lớn thất trái có không? Ở đây mình cộng ra, đây là 6, nghĩa là, quên xin lỗi, đây là 3 ô, nghĩa là 15. Rồi, ở đây là 2 ô rưỡi nữa. Như vậy là 3 ô, 2 ô rưỡi, nghĩa là 5 ô rưỡi. Nghĩa là 5 ô rưỡi, nhưng mà mấy bạn phải nhớ là phải nhân đôi lên, nghĩa là khoảng là 7 ô. 7 ô mà nhân cho 5, nghĩa là khoảng là 35. Đó, như vậy là bệnh nhân này là có dấu hiệu của lớn thất trái. Hoặc là mấy bạn dùng tiêu chuẩn Cornell, đó là RAVL cộng SV3. Đó, thì RAVL ở đây, đây tính là 10, 14. Rồi, SV3 đây là cho mấy bạn cho là 12 đi. 12 nhân đôi là 24. Đó, 24, 14 nữa là khoảng là 38. Mà bệnh nhân nam mà chỉ cần lớn hơn 28 là đủ, như bệnh nhân này có lớn thất trái. Rồi, cái đến nữa là gì? Mình sẽ xem cái đến là phức bộ tôi coi có tổn thương hay không. Đúng không? Mình sẽ nhìn ở D1 AVL. Ở D1 AVL mình coi có sóng quy không? Không có. Có ST chân hay không? Ở đây, đường đẳng điện đây. Thì ở đây có vẻ là ST nó chân xuống. Và đoạn chân này nó kéo dài khoảng 3 ô. Rồi, tương tự AVL cũng có sóng T chân ST chân xuống.
và kèm theo là súng tay âm. Đó. Rồi, cái đến là D1, D2, D3, AVF. Thì D2 ở đây không có súng quy mà lại có súng không ST chèn, lại có súng tay âm. D3 thì nó lại có súng quy. Đó, mấy bạn thấy là súng quy này rất là sâu và rộng. Nhưng mà súng quy này nó chỉ có một chuyển đạo thôi. Ở AVF không có, như vậy nó không có giá trị. Như vậy trong trường hợp này súng quy này chỉ là cái súng quy sinh lý. Ở AVF thì mình lại thấy súng tay nó dẹp. Đó. Đó. Cái đến là từ V1 cho đến V6. Thì V1 cho đến V6 thì mình thấy là ở V1 có vẻ ST nó chân lên nhẹ. Đó, ST nó chân lên. Đó, và súng tay nó cao. Cái đến là V4, V5, V6 thì mình sẽ lại thấy là súng tay nó âm. Đó. Như vậy là rồi, như vậy là mình sẽ thấy là trên điện tâm đồ đây là một cái nhịp xoang đều. Tần số khoảng 100 lần một phút, trục trung gian. Đó, bệnh nhân có dấu hiệu của lớp thất trái và có sóng tê âm ở nhiều chuyển đạo, như vậy nghi ngờ đây là bệnh nhân có tình trạng thiếu máu cơ tim. Ở ngoài ra mấy bạn có thể thấy ở V1, V2, V3 đây mấy bạn thấy nó có dạng giống như là sóng Q đó, QS đó. Ở V2 cũng vậy, V3 là sóng R, xong rồi S sâu đó. V4 là cao lên đó. Mấy bạn, một số bạn sẽ hỏi là ủa có chừng bệnh nhân này có bị nhồi máu cơ tim cũ thành trước hay không? Thì trên thực tế là gì, trên bệnh nhân mà có tình trạng là lớn thất trái như thế này, đó là lại có sóng tê âm ở V5 V6 nữa, thì người ta gọi đây là hiện tượng là phì đại thất trái. Khi mà bệnh nhân bị phì đại thất trái như vậy thì nó sẽ tạo hình ảnh giả nhồi máu cơ tim nằm ở V1 V2. Trường hợp điện tâm đồ số 2 ở đây rồi, mấy bạn cũng thấy luôn, D1 thì không thấy rõ gì hết mà D2 thấy rõ sóng B, sóng B, sóng B, sóng BAMVR như giải cánh rồi. Xong với sóng B phúc bộ VS, vậy thì chắc chắn nó là nhịp xoay. Rồi, tần số nó làm sao? Nó nhìn nó đều không? Nó khá đều. Tần số khoảng bao ôm, nghĩa là tần số khoảng 100 lần một phút. Rồi, trục gì? Trục này là trục dương dương, vậy đây là trục trung gian. Cái đến nữa là gì? Mình nhìn có BR có dài không? BR này bình thường. Phúc bộ QS không rộng. QT đây mình nhìn cũng có vẻ nó bình thường. Sóng B không cao, không rộng, như là không có lớn nhĩ phải. Ở quên, không có lớn nhĩ phải và trái. Cái đến là gì? Mình xem gọi là FV1 cùng RV5. Ok. Xin lỗi, thất phải trước, RV1 cùng FV5 thấy không có gì hết trơn. Rồi FV1 cùng RV5 ở đây mình sẽ thấy là 1 2 3 4 5. 5 nghĩa là 25. Rồi ở đây 1 2 3 4. 4. 4 này, 4 này thêm 2 nữa. Đó, như là 4 là 4 5 20, 22. 22 cộng 35. 22 cộng 35 là 50 mấy rồi, như là như vậy là bệnh nhân này có dấu hiệu của lớn thất trái. Rồi, cái đến nữa là mình nhìn xem coi là có STT, QSTT không, D1 AVL thì mình thấy có sóng tê âm. Tê âm. D2, D3 AVF thì không thấy gì hết. V1, V2 thì mình thấy đây cái số R nhỏ S sâu đây. Cái đến đây là cái S rất là sâu. Cái đến là mình thấy đây có ST chân lên. 3 mm luôn ở V2. Ở V4 cũng vậy, có ST chân lên 3 mm và sóng tê âm. Có sóng Q nhỏ đây. V4 cũng có ST chân lên luôn. Như vậy mình sẽ thấy là gì? ST nó chân lên ở V2, V3 và kéo dài đến V4. Đó. Như vậy mình thấy ST chân lên, mình sẽ kết luận nó là nhồi máu cơ tim cấp và V2, V3, V4 như vậy là trước vách mõm. Như vậy trên điện tâm đồ này tôi thấy đây là một cái nhịp xoang đều từ số khoảng 100 lần một phút, có dấu hiệu là lớn thất trái theo tiêu dẫn điện thế. Và cái đấy là có dấu hiệu là nhồi máu cơ tim cấp cùng trước vách mõm. Như vậy qua bài giảng mấy bạn đã thấy là gì, mấy bạn cần phải đọc điện tâm đồ một cách đầy đủ và chính xác, và khi mấy bạn đọc đầy đủ và chính xác như vậy thì mấy bạn sẽ khó bỏ sót các cái tổn thương. Cái đến là gì, đầu mấy bạn sẽ xác định là gì, đó là mấy bạn xác định tần số, mấy bạn xác định trục, mấy bạn xác định nhịp đó. Sau đó mấy bạn sẽ xem có các khoảng như là BR, phúc bộ QS, khoảng QT đó. Sau đó mấy bạn phân tích đến là sóng B, phân tích đến biên độ phúc bộ QRS. Rồi sau đó mấy bạn sẽ phân theo vùng như là D1 AVL, D2 D3 AVF, V1 đến V6, mấy bạn tìm có sóng quy hoại tử hay không, có ST chân lên không, có sóng T bất thường hay không. Đó, khi mấy bạn đọc theo từng bước như vậy thì mấy bạn sẽ không bỏ sót các cái tổn thương. Bài giảng của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe.